X51 Story mến chào quý thính giả. Dùng 28 kỵ binh phá vây quân Hán, Hạng Vũ chạy đến Ô Giang, gặp người đình trưởng cắm thuyền đợi, bàn rằng, Giang Đông tuy nhỏ, mà đất ngàn dặm, dân 10 vạn, cũng đủ làm vương. Xin ngài mau vượt sông. Giờ mình thần có thuyền, quân Hán đến, ắt không qua được. Hạng Vũ nói, trời hại ta qua sông làm gì? Và lại ta cùng 8.000 con em Giang Đông vượt Trường Giang về Tây, nay không một người trở về. Các bậc cha anh Giang Đông thương ta, cho ta làm vương, ta mặt mũi nào thấy họ. Dù không nói, ta há chẳng thẹn trong lòng đây. Lúc Sở Vong dưới tay Tần, gia tộc họ Hạng hay chính Sở Vương dù yếu cũng chưa bao giờ ngán ai, luôn mong, đánh vạn người. Nay thế Hạng Vũ tàn xong chưa tận, tương quan vẫn khá hơn khởi sự. Giang Đông có Trường Giang bao bọc khác gì Ba Thục có Tần lĩnh che chở, quân Hán chắc dễ ăn. Sở thua hoàn toàn vì Hạng Vũ không muốn đánh nữa, trời hại ta chứ không phải ta đánh không giỏi, đó sao? Hạng Vũ suy cho cùng là vậy, khi chúng ta đã đánh mất bản thân, thì chúng ta sẽ không còn gì cả. Mọi thứ đều vô nghĩa. Lại nói về việc sau khi Hàn Tín rời bỏ Hạng Vũ sang với Lưu Bang, đã có mấy buổi hai người trò chuyện với nhau, câu chuyện luôn nói về Hạng Vũ. Lưu Bang hỏi Hàn Tín, Tiêu thừa tướng nhiều lần tiến cử tướng quân với quả nhân, nay tướng quân có kế sách gì xin chỉ bảo cho quả nhân. Hàn Tín không trả lời thẳng mà lên tiếng hỏi lại, nay người đi về hướng đông tranh giành thiên hạ với đại vương phải chăng là Hạng Vũ? Lưu Bang nói đúng. Hàn Tín hỏi tiếp, đại vương tính lại xem, về sự dũng mãnh của cá nhân, sự tinh nhuệ của quân lính, liệu có bằng Hạng Vũ không? Lưu Bang suy nghĩ hồi lâu rồi nói, ta không bằng hắn. Hàn Tín đứng dậy, bái lại, nói, tất cả đều đúng. Bản thân Hàn Tín cũng thấy rõ, đại vương không bằng Hạng Vũ. Thực kỳ lạ, thấy rõ Lưu Bang không bằng Hạng Vũ, lại bồi phản Hạng Vũ sang với Lưu Bang, há chẳng phải là ngu ngốc sao? Đương nhiên, Hàn Tín không ngốc. Hàn Tín đã phân tích tỉ mỉ con người Hạng Vũ cho Lưu Bang nghe, phân tích tính cách, tâm lý của Hạng Vũ, cho đó là nguyên nhân thất bại của Hạng Vũ. Theo cách nói của Hàn Tín, ít ra Hạng Vũ đã có hai điểm yếu chết người, là dũng mãnh của thất phu và lòng nhân của đàn bà. Phải nói, Hạng Vũ rất dũng cảm, gần như Hạng Vũ không sợ một ai, chỉ có người khác sợ Hạng Vũ. Hạng Vũ cũng rất khỏe mạnh. Sách Sử Ký viết, Hạng Vũ thân cao hơn 8 thước, có thể vác nổi chiếc đỉnh. Có thể thấy Hạng Vũ khôi ngô, anh tuấn, cơ bắp cuồn cuộn, mạnh mẽ hùng dũng, lũ thiếu nữ sùng bái, coi là thần tượng. Năm 207 trước công nguyên, có tin gấp bay đến báo, vua tôi Triệu Vương bị quân Tần vây khốn ở Cử Lộc. Có hơn 10 danh quân chư hầu đến cứu Triệu, nhưng tất cả đều bất động, riêng Hạng Vũ cùng quân Sở quyết sống mái với quân Tần, lấy một trọi 10, trải 9 cuộc huyết chiến với quân Tần, tiếng hô chém giết vang trời động đất, quân tướng lũ chư hầu sợ đến bạc mặt, sau này đại phá quân Tần, cứu được Triệu Vương. Tuy là thống soái, nhưng Hạng Vũ thích xông pha nơi hiểm trận. Mỗi lần chiến đấu, Hạng Vũ thường xông lên trước ba quân, tới đâu quét sạch tới đó. Từ chỗ khoan khoái, Hạng Vũ luôn muốn quyết đấu với chủ soái đối phương. Hạng Vũ nói với Lưu Bang, bao năm nay thiên hạ không yên, chẳng phải là do hai ta sao? Hai ta dứt khoát phải đấu với nhau, ai thắng thiên hạ là của người đó. Việc gì để người thiên hạ phải khổ theo? Đúng là khí khái của anh hùng, của phái quý tộc. Tiếc là Lưu Bang không mắc bẫy, không bao giờ Lưu Bang chịu đơn thương độc mã tiếp chiêu Hạng Vũ. Thế rồi Lưu Bang cười khà khà nói, Lưu mỗ chỉ đấu chí không đấu sức. Xét về góc độ thẩm mỹ, biểu hiện của Lưu Bang chẳng đẹp chút nào. Nhưng về góc độ quân sự, chính trị, Lưu Bang đều đúng. Chiến tranh là sự kế tục của chính trị, là bước cao nhất của đấu tranh chính trị. Thắng bại của chiến tranh, nói đến cùng là thắng bại của đấu tranh chính trị, ít ra cũng là thắng bại của chiến lược chiến thuật, không can hệ gì tới cơ thể lớn bé, tới sức lực của chủ soái. Hạng Vũ coi đánh trận như đánh nhau, coi chính trị như kịch hát, giản đơn như con trẻ. Mọi người đều rõ, quân cần tinh không nhiều, tướng cần mưu không cần mạnh. Hạng Vũ không phải không biết điều này, không thế đã chẳng phải học binh pháp, còn nói, không học cái, chỉ đánh được một người, mà đòi học cái, đánh được cả vạn người. Tiếc rằng khi gặp việc, Hạng Vũ không dùng tới cái, đánh cả vạn người, mà chỉ dùng tới cái, đánh được một người. Rõ ràng Hạng Vũ không phải soái tài, chỉ là thất phu có sức mạnh và rất dã man, ác bá. Từ lâu đã có người so sánh, sức mạnh của kẻ thất phu, và sức mạnh của người quân tử. Giữa đường gặp chuyện bất bình, rút kiếm xông lên, không nói một lời, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đó là cái mạnh của thất phu, chỉ cần một ít máu hăng, một ít sức lực, không cần có chí hướng, có rèn luyện, bất kỳ người nào cũng có thể làm được, chính đó là cái mạnh của kẻ thất phu. Thế nào là cái mạnh của người quân tử? Núi Thái Sơn đổ mà sắc không đổi, hươu nai nhảy múa ơ bên cạnh mà mắt không chóp, nguy hiểm gần kề mà không hề sợ, không có cớ là không tức giận, đó là cái mạnh của người quân tử. Hiển nhiên cái mạnh của người quân tử biểu hiện ở sự trấn tĩnh, ở định lực. Tô Đông Pha nói, đó là vì, chí hướng càng lớn, mục đích càng xa. Cũng tức là, vì lý tưởng cao cả có thể tạm thời chịu nhục, không tính tới sự được mất trước mắt. Vì vậy, địch tiến ta lui, không phải là nhu nhược, đánh được thì đánh, không đánh được thì rút, cũng không phải là khiếp sợ.
Đương nhiên, một mực ham đánh, vì sĩ diện quên mất lý tưởng cao cả, cũng không phải là dũng cảm. Lưu Bang bị mũi tên của Hạng Vũ bắn trúng ngực, eo lưng cong xuống, nhân đó cúi xuống sờ vào mấy ngón chân của mình, lên tiếng mắng luôn, thằng nhái thối tha, bắn phải chân ta rồi, sau đó quay đầu chạy thẳng. Phải là người mưu trí, có thêm giảo hoạt mới làm được như vậy. Không thể nói là nhát gan hoặc lúng túng. Cái mạnh của thất phu là cái mạnh của một người, cái mạnh của tướng soái là cái mạnh của vạn người. Trên chiến trường không thể không có sức mạnh, hai quân giao tranh, quân mạnh sẽ thắng. Nhưng sức mạnh nói ở đây là sức mạnh của toàn quân, không phải sức mạnh của cá nhân. Đương nhiên trong một lúc nào đó, tướng lĩnh lên trước ba quân sẽ có tác dụng của vũ sĩ khí, trong thời đại binh khí lạnh lại càng như vậy. Nhưng Hạng Vũ xông vào hiểm trận lại không phải để cổ vũ sĩ khí mà hoàn toàn vì sự say mê cá nhân. Kết quả, do Hạng Vũ sống theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân, binh sĩ và các tướng sĩ khác thấy có mình cũng như không, làm gì còn sức mạnh và trí tuệ của tập thể. Lòng nhân của đàn bà và sức mạnh của thất phu dường như có mâu thuẫn. Thực ra con người Hạng Vũ vốn luôn mâu thuẫn. Tính cách Hạng Vũ có mặt dũng cảm, có mặt nhu nhược, có mặt tàn nhẫn, có mặt ôn hòa. Hạng Vũ tự xưng là Tây Sở Bá Vương, sự thực là rất dã man và bá đạo. Hạng Vũ thật bạo ngược, cậy mạnh cậy khỏe, giết người không run tay. Hoài Vương là nghĩa đế vô tích sự, Hạng Vũ chỉ đông, y không dám chỉ tây, Hạng Vũ chỉ nam, y không dám chỉ bắc, muốn dọn nhà phải dọn nhà, muốn nhường đất phải nhường đất, không cản đường Hạng Vũ, nhưng vẫn bị Hạng Vũ sai người mưu sát. Thê thảm nhất là 20 vạn quân đầu hàng của triều Tần, Hạng Vũ chỉ trong một đêm đã tập kích chôn hết. Nhưng trong Hồng Môn Yến, mặt đối mặt với Lưu Bang, Hạng Vũ không xuống tay được. Phạm Tăng đã chỉ rõ, Lưu Bang, chí chẳng nhỏ, lại có khí độ của thiên tử, đó chính là cái họa trong lòng cần phải vứt bỏ. Không có khả năng giết chăng? Với võ công của mình Hạng Vũ bảo người phải chết canh ba thì người có dám sống đến canh năm? Huống hồ Lưu Bang, danh nghĩa là khách mời của Hạng Vũ, nhưng thực chất là tù binh, trong ngoài đều là người của Hạng Vũ. Ngay Phản Khoái cũng đã nói với Lưu Bang, người ta là con dao cái thớt, chúng ta là con gà con cá. Hay không có cơ hội để xuống tay? Cơ hội có nhiều như trước lúc Phản Khoái vào chướng hộ giá, không thành vấn đề. Như lúc Phạm Tăng đưa mắt ra hiệu, Hạng Vũ vẫn không có phản ứng. Cuối cùng thì Lưu Bang như con ngan đã luộc chín lại bay mất. Phạm Tăng tức giận, chửi rủa, trẻ con, không đáng để bày mưu. Từ lâu Phạm Tăng đã hiểu, quân vương đôi lúc không đành lòng. Không đành lòng, chính là lòng nhân của đàn bà. Chẳng phải Hạng Vũ là người rất tàn nhẫn sao? Sao lại nói, không đành lòng? Thực ra Hạng Vũ bề ngoài rất cứng rắn nhưng trong lòng lại rất yếu đuối. Hạng Vũ là người thích sĩ diện. Người thích sĩ diện thì nội tâm đều rất yếu đuối. Duy chỉ có người yếu đuối thì mới thích sĩ diện. Hạng Vũ vì không muốn có bất kỳ một thương tổn nào, nên mới liều mạng giữ cho được sĩ diện của mình. Tính cách, nội tâm Hạng Vũ luôn có mâu thuẫn và xung đột. Hạng Vũ không nghĩ nhiều về giết người, nhưng lại không thể không giết người. Không nghĩ nhiều về đánh trận nhưng lại không thể không đánh trận. Hạng Vũ không có cuộc sống khác, chẳng còn cách nào có thể thể hiện được giá trị sinh tồn. Hoàn thành hành vi nghệ thuật của mình chỉ còn biết thông qua việc giết người mở đầu hành trình cuộc sống, chỉ biết thông qua chiến tranh để hoàn thành cuộc sống. Vì vậy, Hạng Vũ vừa thích giết người, vừa thích đánh trận. Nhưng đằng sau sự dũng cảm là nhu nhược, đằng sau sự tàn nhẫn là tình thương. Hạng Vũ giết người như ngoé, nhưng trong thâm tâm lại có chút khiếp sợ. Hạng Vũ đánh trận nào cũng thắng, nhưng trong tận đáy lòng lại có phần cảm giác thất bại. Vì vậy chúng ta mới thấy Hạng Vũ đã không còn giữ được bình tĩnh như lúc khiêu chiến với Lưu Bang. Không cần đưa nhiều người ra chiến trường, hai chúng ta đấu với nhau là xong. Điều đó chứng tỏ Hạng Vũ đã quá mệt mỏi, mong chiến tranh sớm kết thúc và cũng chứng tỏ Hạng Vũ rất sợ thất bại, mong lần này lại chiến thắng với phương thức tiện nhất và đảm bảo nhất. Vì vậy khi nghe tiếng hát bài ca nước Sở vang lên khắp nơi, Hạng Vũ đã không điều tra, không nghiên cứu, cũng không nghĩ xem có phải là mưu kế của kẻ thù, mà nghĩ ngay rằng mình đã thất bại. Bởi vì từ nơi sâu thẳm trong tâm lý Hạng Vũ đã sẵn có mầm của thất bại. Trong lúc Hạng Vũ thở phào vì cuối cùng đã thất bại thì tự đáy lòng Hạng Vũ, sự ủy mị đằng sau sự tàn nhẫn đã trỗi dậy. Thắng thua thành bại, sống hay chết liệu còn ý nghĩa gì? Cái duy nhất còn nhớ tới bây giờ là con tuấn mã và người đẹp. Đây cũng là mối trung tình duy nhất, là nơi trong sạch nhất của Hạng Vũ sau cả đời chinh chiến giết chóc. Truy không đi trừ biết làm sao, nàng ngu hỡi biết là làm sao. Thực thắm thiết ấm áp biết bao, thực dịu dàng tình cảm biết bao. Chẳng trách đã phải hàng hàng lệ rơi, nghe nói con người Hạng Vũ cũng hay rơi lệ. Hàn Tín nói ông đã thấy lệ mỗi khi tướng sĩ bị thương ốm đau, Hạng Vũ đều rơi lệ, tự tay bưng cơm bưng cháo đến cho, nhưng lần này là khóc cho mình. Những tình cảm chân thực, thế giới nội tâm của nam nhi khí phách đều trong những dòng nước mắt này. Ở Hạng Vũ còn có chút tình cảm nữ nhi thường tình, đó chính là một tố chất của nhà nghệ thuật. Thậm chí Hạng Vũ còn giống các bà các cô, Hàn Tín cho hay, Hạng Vũ nói năng tỉ mẩn, dây cả da dây muống. Chẳng khó khăn gì, chúng ta đã tưởng tượng ra hình tượng Hạng Vũ trước quân danh, bưng mâm cơm, rơi nước mắt, cầm dây thương binh, bệnh binh hàn huyên hết chuyện nhà đến chuyện cửa. Nếu không phải Hàn Tín tự mắt nhìn thấy,
Tự miệng nói ra thì không thể tin nam tử bạn núi lấp sông, anh hùng cái thế này lại có những tình cảm dịu dàng, ấm áp đến như vậy. Lòng nhân của Hạng Vũ đã được công nhận từ cả hai phía. Hàn Tín nói Hạng Vũ biết cung kính yêu thương, Trần Bình nói Hạng Vũ cung kính thương người, Cao Khởi, Vương Lăng đều nói Hạng Vũ có nhân có thương. Đối với Lưu Bang, quan điểm của họ gần như nhất trí là ngạo mạn, vô lễ, còn thích làm nhục người khác. Một số người đã nhận xét như vậy ngay trước mặt Lưu Bang. Lưu Bang thích mắng người, mắng Tiêu Hà, mắng Hàn Tín, mắng tất cả lũ thuộc hạ. Vui cũng mắng, buồn cũng mắng. Ngay cả khi phong quan tước cho người khác cũng kèm một câu, mẹ kiếp, thể hiện bộ mặt của Lưu Manh, thổ phỉ, lục lâm thảo khấu. Lưu Bang không hiểu các loại nghi lễ phi tiếp khách, nhận lễ vật, trị quốc an dân, thậm chí không hiểu lễ nghĩa là gì. Lưu Bang ghét cay ghét đắng loại nho sinh, mở miệng giao giảng lễ nghĩa, mỗi khi nhìn thấy chiếc mũ trên đầu họ là chỉ muốn kéo xuống làm bô. Lưu Bang vô lễ, Hạng Vũ ôn hòa trọng lễ, hai tính cách đối ngược nhau. Cũng không có gì là lạ, Hạng Vũ là quý tộc, mà lễ nghĩa là điều không thể không rèn luyện trong giới quý tộc. Hạng Vũ hiểu rõ phải dùng lễ đối đãi người và làm theo lễ nghi. Lưu Bang là Lưu Manh, đâu có được dạy dỗ như vậy. Nhưng vì sao Hạng Vũ là quý tộc luôn cung kính thương người, lại không được lòng người như Lưu Bang vốn là loại Lưu Manh ngạo mạn hay mắng người? Bọn Hàn Tín đã giải đáp câu hỏi này. Lúc Cao Khởi, Vương Lăng tổng kết về thành bại, được mất của Lưu, Hạng đã nói với Lưu Bang, bệ hạ thường ngạo mạn và khinh người, Hạng Vũ có lòng nhân và thương người, nhưng bệ hạ cử người đi phá thành chiếm đất, chiếm xong thì ban thưởng cho họ, như vậy mọi người đều được lợi. Hạng Vũ thì sao? Thắng lợi thì không tính đến công lao của mọi người, không ai được hưởng lộc, đương nhiên là mất thiên hạ. Hàn Tín nói rất rõ, Hạng Vũ đối nhân không tồi, luôn hỏi han quan tâm. Nhưng khi một người có công nên ban tước phong đất, đằng này ấn tín cứ nắm trong tay, suốt ngày sờ mó vuốt ve, không muốn ban cho người khác, đó là lòng nhân của đàn bà. Đúng vậy, so với ban tước phong đất, thăng quan phát tài thì ân cần thăm hỏi, bưng cơm bê cháo có nghĩa lý gì? So với việc Lưu Bang ban tiền nhiều, thường đất rộng, phong nhiều quan thì Hạng Vũ chỉ như trẻ con. Tính khí trẻ con của Hạng Vũ có lúc khiến người ta khó hiểu. Chiếm Hàm Dương, không lên làm hoàng đế, không ở trong cung điện, Hạng Vũ cho quân đốt phá cướp bóc, bao nhiêu vàng bạc châu báu, đàn bà con gái xinh đẹp, cho hết lên xe chạy về Bành Thành, nay là Từ Châu, Giang Tô, lên làm Tây Sở Bá Vương. Có người khuyên Hạng Vũ, quan trung địa thế hiểm trở, đất đai màu mỡ, dựng đô nơi đây, nghiệp bá sẽ thành. Hạng Vũ lại nói, phú quý mà không quay về thì khác gì áo gấm đi đêm. Ai có thể ngắm được, rõ tính khí trẻ con. Người đương thời bàn rằng, người sợ giống như lũ vượn đội mũ người, quả nhiên là vậy. Người nói câu đó, lập tức bị Hạng Vũ cho ném vào vạt dầu, nhưng Hạng Vũ cũng chẳng tiến bộ được, thì câu nói ấy đã trở thành sự thực. Đó chính là lòng dạ hẹp hòi. Hẹp hòi nên Hạng Vũ đã mưu sát Hoài Vương, từ đó mà mất lòng dân. Hẹp hòi nên Hạng Vũ đã nghi ngờ Phạm Tăng, từ đó để mất đi cánh tay phải. Trẻ con nên mọi người xem thường, lòng dạ hẹp hòi nên chẳng ai thương. Những người có chí hướng, có năng lực bên cạnh Hạng Vũ như Trần Bình, Hàn Tín đều lần lượt ra đi, còn lại chỉ là một con tuấn mã, một người đẹp sát cánh không rời Hạng Vũ. Cô độc, thất bại đều do Hạng Vũ tự chuốc lấy. Phạm Tăng là người trung thành nhất bên cạnh Hạng Vũ, nhưng vì á phụ đã bị Lưu Bang dễ dàng lị gián. Kế sách rất đơn giản, sứ giả của Hạng Vũ đến chỗ Lưu Bang mở tiệc linh đình để khoản đãi. Khi sắp vào tiệc lại vờ như bàng hoàng lo lắng, ngỡ là sứ giả của á phụ, đâu ngờ của Hạng Vương. Thế rồi bày tiệc với những món ăn chẳng ra gì để đuổi khách, đúng là trẻ con, hết mức, nhưng Hạng Vũ đã trúng kế, bắt đầu nghi ngờ và cho theo dõi Phạm Tăng. Phạm Tăng rất thông minh đã nói với Hạng Vũ, thiên hạ đã định, quân vương hãy tự lo liệu, rồi phẩy tay ra đi và đã chết trên đường về nhà. Chút âm mưu quỷ kế của Lưu Bang, Trần Bình đã có tác dụng và chẳng bao lâu mọi người đã nhận ra và tất cả đều do tính ích kỷ hẹp hòi của Hạng Vũ. Đường đường là quý tộc mà tính khí như trẻ con, một nam tử Hán thân cao 8 thước mà lòng dạ hẹp hòi, nhìn bề ngoài thực khó hiểu, nhưng xét kỹ thì cũng có lý. Thực ra, quý tộc rất dễ biến thành kẻ hẹp hòi, cho dù không nhất định. Bởi quý tộc nhờ vào cao quý, mà người cao quý lại là thiểu số. Như vậy cái khuôn của quý tộc rất nhỏ. Một người nếu từ bé cứ phải sống trong cái khuôn nhỏ bé đó thì tâm hồn khó lòng được rộng mở. Cho dù sau này có được sống trong khoảng trời bao la thì do cao quý và cao ngạo bẩm sinh, họ cũng khó lòng hòa hợp với mọi người. Hạng Vũ chẳng có cách gì xóa bỏ được cảm giác cao quý trong lòng mình, thường vô ý bộc lộ ra, thêm nữa, được sống trong cảnh giàu sang, nên không thấu hiểu được nỗi khốn khó của mọi người. Hạng Vũ dù có thực lòng quan tâm tới người khác, vẫn cho họ một cảm giác như vờ vĩnh, vì cái mà họ cần lại không được nhắc tới. Anh em tướng sĩ vào sinh ra tử, chiến đấu quên mình là vì cái gì? Há chẳng phải vì, phong thê ấm tử, rạng rỡ tổ tông. Cái đáng phong thì Hạng Vũ không phong, cái đáng thưởng thì Hạng Vũ không thưởng, chỉ có mấy giọt nước mắt, chỉ có mấy việc bưng cơm bê nước thì đáng kể gì. Quý tộc còn một nhược điểm nữa là thanh cao. Thanh, dễ bẩn, cao, thì dễ gãy, vì vậy thế giới nội tâm của họ luôn luôn yếu đuối, dễ dàng biến thành hẹp hòi.
Bản thân họ tự cho là trong sạch hoàn hảo, nên họ luôn đòi hỏi người khác phải đầy đủ chu toàn. Nếu như người đó là ẩn sĩ thì chẳng sao, nhưng là một thống soái thì khó tránh nghi thần nghi quỷ. Kết quả là cái khuôn kia ngày một nhỏ lại. Trần Bình từng nói, những người bên cạnh Hạng Vũ phải luôn trong sạch hoàn hảo, chú trọng cốt cách, giữ gìn tiết tháo, nho nhã thanh lịch, còn cạnh Lưu Bang toàn những kẻ tham tài háo sắc, trộm chó cướp gà. Nhưng người loại nào nhiều, loại người nào ít, loại người nào thì được việc, loại người nào chẳng làm được gì, chẳng phải đã rõ ràng sao? Trên thực tế, do cao quý nên ở quý tộc sản sinh ra hai loại tính cách, hai loại tâm lý. Một loại rất khoan dung, một loại rất hẹp hòi. Người khoan dung lập luận thế này, ta đã cao quý nhất thì không nên bài xích bất cứ thứ gì. Giống như biển cả mênh mông vì bao dung tất cả. Kẻ hẹp hòi lại nghĩ khác, chỉ mình là cao quý, những kẻ khác chẳng là gì. Hạng Vũ chính là loại người như vậy. Cũng như vậy, do ti tiện con người trở thành lưu manh cũng chia ra hai loại. Một loại là tầm thường ti tiện, một loại là hào phóng rộng rãi. Loại trước chẳng lấy gì làm may mắn, suốt đời làm tay sai, ăn cắp vặt, không thể mở mày mở mặt. Loại sau có nhiều vận may, thường gây dựng thành đại nghiệp. Thứ nhất, họ chẳng có gì ngoài chiếc gậy và tờ giấy trắng, chẳng nghĩ ra được gì, đôi lúc lại muốn làm chuyện lớn, như làm hoàng đế, chẳng hạn. Có ước muốn lại có thời cơ, đúng là mong ước thành sự thật. Thứ hai, họ vốn chẳng có gì, nếu có, thì phần lớn là của bất nghĩa hoặc là nhặt được, không phải là do lao động mà có, chẳng hề xót thương, dám phân phát cả ngàn vàng. Thứ ba, bản thân họ chẳng mấy trong sạch, làm gì còn chuyện đi bới móc thói hư tật xấu của người khác. Tự nhiên, họ sẽ biết bỏ qua cho người khác. Hơn nữa, họ là người cùng cực nhất, họ hiểu rõ nhân tình thế thái và nỗi khổ của con người, người ta sợ gì và muốn gì. Họ có nhiều cách để thu phục lòng người, đã biết cách dùng người hiểu người, lại là người hào phóng rộng rãi, thì chẳng lo không mua được chó săn, không lo không có người yêu mến, phò trợ. Một khi thiên hạ đại loạn, khói lửa ngút trời, nhân đó mà ra tay dẹp loạn đoạt quyền. Lưu Bang chính là loại người đó. Thắng lợi cuối cùng của Lưu Bang không phải là không có lý. Xưa có câu, được lòng người thì được thiên hạ, mất lòng người thì mất thiên hạ. Việc được, mất của Lưu, Hạng đúng là phải xem xét từ chuyện, được lòng người. Vậy hai người họ đã đối xử với người khác như thế nào? Đại thể là, Hạng Vũ quan tâm người, Lưu Bang tín nhiệm người. Quan tâm hoặc tín nhiệm vốn đều có thể thu phục được lòng người. Nhưng vấn đề là, Hạng Vũ quan tâm người, nhưng quan tâm không đúng chỗ. Lưu Bang tín nhiệm người và tín nhiệm đến cực điểm. Như phần trên đã nói, Trần Bình vốn là người bị ngờ là tư thông với chị dâu, chiếm đoạt tiền vàng, phản phúc vô thường. Chỉ, Trần Bình từng nhận hối lộ là sự thật. Nhưng chỉ sau một lần trò chuyện, Lưu Bang đã hết sức tín nhiệm Trần Bình. Lưu Bang hỏi Trần Bình, thoạt đầu tiên sinh ở Ngụy, sau lại sang Sở, bây giờ thì đến với quả nhân. Chẳng nhẽ một người trung thực thành tâm lại luôn đổi ý như vậy sao? Trần Bình đáp lời, đúng vậy, trước sau tôi đã phụng sự Ngụy Vương rồi Hạng Vương. Nhưng vì Ngụy Vương không biết dùng người nên đành phải sang với Hạng Vương. Hạng Vương không thể tín nhiệm người, tôi lại đành phải chạy đến với Đại Vương. Tôi ra khỏi đó với hai bàn tay trắng, không nhận sự giúp đỡ của người khác thì sống sao nổi. Nếu Đại Vương dùng được mưu kế của tôi thì xin nhận cho, bằng không, tôi xin được, thôi việc. Số tiền người ta cho, tôi chưa đụng tới, xin trao hết cho ngài. Nghe xong, Lưu Bang đứng lên, có lời xin lỗi, còn trao chức quan lớn cho Trần Bình. Về sau, Trần Bình bàn với Lưu Bang dùng kế phản gián bên quân Hạng Vũ bằng cách bắn đạn bằng bạc. Lập tức Lưu Bang đã cho xuất 4 vạn cân hoàng kim để Trần Bình tùy ý sử dụng, không cần phải báo lại. Kết quả, Trần Bình vừa dùng kế nhỏ, quả nhiên khiến Hạng Vũ sinh nghi, không còn tín nhiệm những viên quan tâm phúc như Phạm Tăng, Trung Ly Muội. Không chỉ dùng người thì không nghi mà còn phải rộng rãi thoải mái, hoàn toàn tương phản với thái độ hẹp hòi của Hạng Vũ. Đối với người khác Lưu Bang thực rộng rãi. Lưu Bang đã học được tính rộng rãi từ người mẹ mỗi khi phải trả gấp bội số tiền nợ rượu của Lưu Bang, nhưng quan trọng hơn là ý chí không nhỏ của mình. Lưu Bang muốn giành lấy cả thiên hạ, đương nhiên không thể tính toán tới sự được mất của thành trì nào đó, càng không thể chi ly với món tiền nhỏ đó. Vì, mục tiêu lớn lao, Lưu Bang có thể nhẫn nhịn, ví dụ kìm nén dục vọng của mình. Năm 206 trước công nguyên, Lưu Bang từ Vũ Quan vào Tần, vào thành Hàm Dương. Trước mặt là, cung thất, màn trướng, chó ngựa, của cải, hàng ngàn cô gái, Lưu Bang không phải không động lòng. Lưu Bang không hề để ý tới lời khuyên ra khỏi cung của Phản Khoái. Cũng thật dễ hiểu. Làm gì có chuyện một anh nhà quê từ một nơi hẻo lánh tới, đứng trước bao nhiêu của quý kỳ lạ như hoa như ngọc, vàng xanh rực rỡ mà lại không hoa mắt, ù tai, thần kinh hoảng loạn. Chỉ e từ trong cuống họng cũng giơ tay ra. Nhưng sau khi nghe những lời nghịch tai mà chân thành của Trương Lương, Lưu Bang ra khỏi cung Tần, đưa quân về Bá Thượng, kiên quyết làm mọi việc để giữ lòng dân, ngay cả rượu thịt bò dê, người Tần dâng lên úy lão quân sĩ, Lưu Bang cũng không nhận, còn nói quân sĩ đã có quân lương, không nỡ phung phí của dân, khiến người Tần không nén nổi mừng vui, chỉ sợ Lưu Bang không thể là Tần Vương. Lưu Bang chơi nước cờ rất cao tay, sánh với lúc Hạng Vũ vào Hàm Dương đã cho quân sĩ cướp bóc giết người, đốt trụi thành trì trong suốt 3 tháng, rõ ràng Lưu Bang càng được lòng dân.
Lưu Bang kìm nén dục vọng, kìm nén cả tình cảm. Năm 203 trước công nguyên, Hàn Tín hạ xong hơn 70 thành của nước Tề. Có vùng đất rộng lớn như vậy, đô thành đều là địa bàn của Hàn Tín. Có một vốn liếng lớn như vậy, Hàn Tín muốn mặc cả với Lưu Bang. Hàn Tín cho người cầm thư tới chỗ Lưu Bang, nói người Tề hay mưu mẹo biến đổi, Tề là nước luôn luôn phản phúc, phía nam lại liền với nước Sở. Nếu không lập ngay một ông vua giả để chấn giữ thì e tình thế sẽ không yên. Lúc này Lưu Bang đang bị quân lính Hạng Vũ vây khốn ở Huỳnh Dương, Thái Công và Lã Thị đang trong tay Hạng Vũ, tức giận đầy bụng không biết xả đi đâu. Lưu Bang vừa thấy sứ giả mang thư đến, lửa giận lại bùng lên thành lời, đồ khốn. Lão bị khốn ở đây, ngày ngày chờ người đến cứu, nay người lại muốn làm Tề vương giả. Lưu Bang lớn tiếng mắng tiếp, Trương Lương và Trần Bình biết lúc này không nên đắc tội với Hàn Tín, liền đạp vào chân Lưu Bang làm ám hiệu Lưu Bang lại mắng, gió là một lũ chẳng ra gì. Nam tử Hán đại trượng phu, lấy công dựng nghiệp, bình định chư hầu, vua thật phải như vậy, vì sao lại phải làm vua giả? Đó chính là công phu tùy cơ ứng biến, về điểm này Hạng Vũ không làm được. Hạng Vũ cũng không biết kìm nén bản thân. Nếu việc này rơi vào tay Hạng Vũ, chắc Hạng Vũ chẳng nói nửa lời, cho chém người luôn, hơn nữa còn tự tay đi giết Hàn Tín. Đây không phải là vấn đề tính cách, chẳng ai có sẵn tính, nhẫn, do bức bách mà phải, nhẫn. Có hai loại nhẫn, một loại là không thể không nuốt giận vào trong khi đứng trước cường quyền bạo ngược, nói đó là nhẫn nại, chẳng thà nói đó là không biết làm sao. Đánh thì không đánh được, liều mạng thì không đủ sức, không nhẫn thì biết làm gì. Như vậy không thể coi là nhẫn. Nhẫn đúng nghĩa là muốn làm việc gì đó và có khả năng làm được nhưng nhẫn nhịn không làm. Như muốn chiếm của cải, cung nữ trong cung Tần và có thể chiếm được, nhưng đã tự động bỏ đi, làm được như vậy không phải dễ. Rõ ràng đây mới là nhẫn thực sự. Tức là, bản thân chiến thắng bản thân, tự mình xuống tay với chính mình. Phía trên chữ nhẫn là chữ đao, là cầm dao rạch vào tim mình. Một người có thể xuống tay với chính mình, chắc chắn không run tay khi đối phó với người khác. Vì vậy, người biết nhẫn nhịn là người có trái tim sắt. Lưu Bang có trái tim sắt. Một lần quân Sở truy kích Lưu Bang, để có thể thoát thân, Lưu Bang đã đẩy con trai, con gái của mình xuống xe. Người phu xe là Hạ Hầu Anh ba lần ôm chúng lên xe và lại ba lần Lưu Bang đẩy chúng xuống. Hạ Hầu Anh không chịu nổi, nói, việc tuy gấp, nhưng vẫn có thể cho xe chạy nhanh hơn mà. Sao có thể bỏ mặc chúng? Lúc này Lưu Bang mới trốn chạy cùng với hai con. Người xưa nói, hổ dữ không ăn thịt con, hẳn phải là người quá độc ác, tàn nhẫn mới dám vứt bỏ con ruột của mình. Vì vậy, lúc Phạm Tăng phát hiện thấy một kẻ ham tài hiếu sắc như Lưu Bang, khi vào Hàm Dương không tơ hào một thứ gì, Phạm Tăng mới hiểu đây là kẻ thù cực kỳ hung hãn tàn nhẫn, nếu không sớm trừ đi, tất sẽ mang họa nuôi hổ dữ. Đáng tiếc, lúc đó có nhiều người không nhìn ra điểm này, kể cả Hạng Vũ lẫn Hàn Tín. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.